Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Như các bạn đang thấy trên màn hình đây thì đây chính là cái nền tảng macOS mà nếu như các bạn đã sử dụng qua những chiếc máy kiểu là MacBook hay là iMac thì các bạn đã quá là quen thuộc với nó rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là mang cái macOS này lên những chiếc Apple iPhone một cách rất là dễ dàng, và nó sẽ tương thích tốt nhất với những chiếc máy như kiểu là iPhone 7 hoặc iPhone 6, những cái dòng mà không phải là iPhone Plus đấy, bởi vì là cái màn hình của iPhone 8 Plus này nó sẽ hơi lớn hơn nên là nó sẽ để lại một khoảng trắng. Và nói thật đi thì đây là một cái ứng dụng giả lập macOS lên những chiếc iPhone chứ không phải là một cái macOS thật mang lên. Thế nên là mình phải nói trước, không là tí nữa các bạn lại chửi mình SML. Nhưng nói chung là khi các bạn cài lên rồi thì chúng ta cũng sẽ có khá là nhiều cái hay ho để sử dụng với nó. Thì các bạn có thể thấy đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video hướng dẫn cài đặt cái macOS này lên những chiếc Apple iPhone nhé. Và cảm ơn Di Động Xanh đã hỗ trợ cho mình sản phẩm iPhone 8 Plus để thực hiện video này. Các bạn quan tâm đến sản phẩm thì có thể tham khảo thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả video. Đầu tiên các bạn sẽ đi vào Safari cho mình và các bạn sẽ bấm cho mình cái địa chỉ đấy là bandahep.vip, và đây địa chỉ thì mình đang để ngay đây, các bạn có thể bấm theo. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái tab đó là Regular, bởi vì là nếu những bạn để bên tab VIP thì các bạn sẽ phải trả phí thì mới có thể là tải nó về được. Chúng ta chuyển sang tab này thì các bạn có thể là tải ứng dụng về hoàn toàn miễn phí. Các bạn sẽ bấm cho mình đó là Download và các bạn sẽ cài đặt. Nói chung là các bạn cứ bấm theo cái thao tác của mình đang chỉ thì chúng ta đã có thể là cài đặt được rồi. Sau khi mà đã bấm cài đặt thì các bạn sẽ ra đây. Các bạn sẽ thấy ở trên màn hình của mình đang có một cái ứng dụng đang được cài đặt. Sau khi đã cài đặt xong các bạn sẽ mở nó lên và nó sẽ yêu cầu là nhà phát triển doanh nghiệp không được tin cậy, thì các bạn sẽ chuyển sang cho mình ở phần cài đặt đây. Các bạn sẽ đi vào bên trong phần cài đặt chung, các bạn kéo xuống bên dưới cái phần đấy là quản lý thiết bị và các bạn sẽ bấm vào và cho phép tin cậy. Sau khi đã tin cậy rồi thì chúng ta đã có thể mở nó lên. Các bạn sẽ cho phép và chúng ta open now. Và các bạn sẽ bấm tiếp cho mình search ở đây, đó là cái ứng dụng mang tên là iClone OS. Và các bạn sẽ bấm vào install cho mình. Nếu như mà nó hiện lên một cái bảng thông báo như thế này thì các bạn cứ bấm vào Go to Twitter và nó sẽ phát hiện ra là máy của mình không cài Twitter nên nó có thể là cho tải về trực tiếp luôn. Chúng ta sẽ không phải làm thêm bất kỳ một thứ gì cả. Sau khi đã tải về thành công thì các bạn sẽ bấm vào nút install ở đây. Và nó sẽ hiện lên một thông báo đấy là muốn cài đặt iClone OS thì các bạn sẽ bấm vào cài đặt cho mình. Và như vậy ở đây thì chúng ta đã có thêm một cái ứng dụng nữa mang tên là iClone OS. Các bạn sẽ mở nó lên và đây chính là cái ứng dụng để cho các bạn có thể là mở lên được cái Mac OS. Thì nó sẽ hiện ra thêm một cái thông báo nữa yêu cầu các bạn là cài thêm một cái ứng dụng để có thể hoạt động ổn định hơn, thì các bạn sẽ bấm vào cho phép. Các bạn sẽ bấm vào cài đặt. Nói chung là các bạn cứ cài đặt đi, không mất gì đâu. Chúng ta sau khi đã cài đặt xong thì sẽ thoát ra và mở lại cái iClone OS. Thì các bạn sẽ thấy ở đây, đầu tiên thì nó sẽ yêu cầu các bạn đặt tên cho cái máy này. Thì mình sẽ đặt tên đấy là Nghe Nhìn Việt Nam. Sau khi xong thì các bạn sẽ ấn vào Continue. Nó sẽ có một cái quảng cáo nhỏ nhỏ thì chúng ta sẽ log in vào bên trong. Thì đây chính là cái giao diện quen thuộc mà các bạn thường thấy trên những cái máy chạy Mac, ví dụ như iMac hay là những chiếc MacBook. Và chúng ta có một số những cái thứ mà có thể dùng được, ví dụ như là mở menu này. Bên trong đây thì sẽ có một số thứ như Contact này, Safari này. Mình sẽ mở thử một số ứng dụng. Thì như ứng dụng thì sẽ không mở được trong đây mà chúng ta sẽ phải mở ở ngoài này. Ví dụ như mình mở Safari thì các bạn sẽ thấy tab 1, tab 2 và tab 3. Nhưng mà hiện tại thì mình đã tắt mạng rồi nên là nó sẽ không load tab. Và chúng ta sẽ có ở đây đấy là như kiểu iTunes này. Mình cũng tắt cái wifi rồi bởi vì là mình đang làm video thì có một số người nhắn tin tới nên là mình không tiện. Để chúng ta sẽ có thêm một số cái lệnh ở terminal này, hay chúng ta cũng có thể là mở cái phần cài đặt này ra. Nói chung là đây là một cái ứng dụng mà mình thấy khá là hay ho để cho các bạn có thể là lè người ta, ví dụ như mày thấy iPhone của tao đang chạy macOS chưa, rất là hay ho và các bạn nên tham khảo để có thể là đi lè người khác. Và các bạn cảm thấy rich đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.